Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Ngay sau đây mời quý vị cùng đến với những nội dung nóng nhất về chính trường thế giới được chúng tôi cập nhật liên tục theo thời gian thực. Mời quý vị cùng theo dõi. Cựu Bộ trưởng các lực lượng vũ trang Anh James Hippie cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Sky News được công bố hôm 12 tháng 4 năm 2024 rằng Vương quốc Anh nên xem xét việc gửi binh sĩ đến Ukraine Tôi nghĩ một số điều mà Tổng thống Pháp Macron đã đề xuất gần đây là những điều thực sự cần phải cân nhắc vì việc tham gia trực tiếp vào cuộc giao tranh có thể gây ra những hậu quả không mong muốn. Ông Hippie cho biết thêm, tôi nghĩ bạn phải cẩn thận về cách bạn làm điều đó. Bạn phải hết sức cẩn thận để không biến nó thành một cuộc giao tranh giữa Nga và NATO. Và lưu ý rằng rất đáng để khám phá xem cộng đồng các nhà tài trợ Ukraine có thể làm gì khi được hỏi liệu điều này có nghĩa là quân đội Anh có thể được triển khai thực hiện nhiệm vụ huấn luyện bên trong Ukraine hay không, ông Hippie nói điều đó đáng để xem xét. Những bình luận trên được cựu bộ trưởng các lực lượng vũ trang Anh đưa ra nhằm đáp lại những nhận xét gây tranh cãi gần đây của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về khả năng gửi binh sĩ của NATO tới khu vực xung đột. Trong những tuần gần đây, nhà lãnh đạo Paris nhận nhiều chỉ trích sau khi nói rằng ông không thể loại trừ khả năng binh lính phương Tây được triển khai tới Ukraine. Hầu hết các quốc gia thành viên NATO đều vội vàng phủ nhận việc họ có bất kỳ kế hoạch nào như vậy. Trước đó, Pháp đã tìm cách kết nối một liên minh các nước cởi mở với vấn đề gửi binh sĩ sang Ukraine, dù nhiều nước phản đối ý tưởng này. Trong đó, động thái tỏ ra ngày càng khác biệt với thái độ thận trọng hơn của Đức. Ngoại trưởng Pháp Stéphane Séjourné đã đến Litva để gặp gỡ những nhà ngoại giao từ các nước vùng Baltic, cũng như người đồng cấp Ukraine, Dmytro Kuleba. Ông Séjourné nhấn mạnh tại cuộc gặp. Nga không có quyền nói chúng tôi nên giúp Ukraine như thế nào trong những tháng hoặc năm tới. Nga không phải là bên sắp xếp cách chúng ta triển khai hành động hay đặt ra các lằn danh đỏ. Vì vậy chúng tôi quyết định nó cùng nhau. Các nhà ngoại giao đã thảo luận về khả năng những binh sĩ nước ngoài đến Ukraine hỗ trợ tháo gỡ bom mìn. Ngoại trưởng Sejunye nhiều lần đề cập rằng hoạt động ra phá bom mìn là một khả năng và lưu ý rằng điều này có thể có nghĩa là sự hiện diện của một số nhân sự ở Ukraine nhưng không tham gia vào cuộc xung đột. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Ukraine đang phải đối diện tình trạng thiếu đạn pháo, khiến việc ngăn chặn các cuộc tấn công dữ dội của Nga trở nên khó khăn. Trước đó, trong phiên chất vấn trước Quốc hội Estonia hồi tháng 3, một số nghị sĩ đã yêu cầu Thủ tướng Kajakalas bảo đảm rằng các thành viên lực lượng phòng vệ Estonia sẽ không được triển khai tới Ukraine. Tuy nhiên, bà Kalas đáp, tôi không thể đưa ra các hứa hẹn như vậy vì hoàn cảnh có thể thay đổi. Theo cách hiểu của bạn, có vẻ như sự can thiệp có thể được định nghĩa là bất cứ điều gì. Hỗ trợ quân sự của chúng ta cho Ukraine cũng có thể bị Nga coi là sự can thiệp. Nữ thủ tướng Estonia cho biết thêm, Tallinn rõ ràng đã chọn bên là ủng hộ Ukraine vì coi Nga là mối đe dọa trực tiếp đối với đất nước mình. Bà Kalas lưu ý, ở thời điểm hiện tại, Estonia dự định giúp huấn luyện binh sĩ Kiev chứ không phải gửi binh sĩ đến tiền tuyến. trên tiền tuyến Ukraine lực lượng nga đang quyết liệt tấn công dọc mặt trận trong khi lực lượng phòng không Ukraine nhận được rất ít đạn tiếp tế nên những cuộc tấn công từ xa cũng có thể gây tổn thất hạ tầng nặng nề nguồn hỗ trợ từ phương tây đang giảm dần tỷ lệ nghịch với lợi thế của nga mới đây kênh telegram military chronicle dựa trên thông tin từ các nguồn tin riêng cho biết các đơn vị đầu tiên của quân đoàn nước ngoài pháp đã đến thành phố Slavians để hỗ trợ quân đội Ukraine trước nguy cơ bị quân đội nga tấn công theo nguồn tin trên, hiện có 100 binh sĩ Pháp trong thành phố. Những binh sĩ này đã trở thành một phần của lữ đoàn cơ giới số 54 của lực lượng vũ trang Ukraine. Các đơn vị thuộc quân đoàn nước ngoài của Pháp đã được phát hiện ở biên giới Ba Lan, Ukraine khoảng một tuần trước, di chuyển trên các thiết bị quân sự, bao gồm xe tăng Abrams do NATO sản xuất. Trước đó, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Alexander Krusko cho biết cuộc xung đột ở Ukraine có thể vượt ra ngoài biên giới địa lý, do các hành động mạo hiểm của một quốc gia nato theo ông krusko tuyên bố của tổng thống pháp macron về khả năng đưa binh sĩ tới ukraine cho thấy sự sẵn sàng đi theo con đường gia tăng căng thẳng do những hành động mạo hiểm của một hoặc hai quốc gia thành viên nato cuộc xung đột ở ukraine có thể vượt ra ngoài danh giới địa lý và đạt đến một quy mô hoàn toàn khác ông krusko cho rằng quan hệ nga nato đang xấu đi một cách có chủ ý và có thể đoán trước trong khi đó các kênh liên lạc đã bị giảm xuống mức cực kỳ thấp Quan chức Nga nói, NATO đã phát động một cuộc giao tranh hỗn hợp chống lại Nga. Washington và các vệ tinh của họ đã làm mọi cách để giảm sự tương tác và các kênh liên lạc của chúng tôi xuống mức không vô cùng nghiêm trọng. Ông Krusko cho biết, Nga không có ý định tham gia vào một cuộc xung đột quân sự với NATO hoặc các quốc gia thành viên của liên minh này. Ông nói thêm, liệu NATO có sẵn sàng cho một cuộc xung đột mở với Nga hay không? chúng ta nên hỏi chính các thành viên NATO, trong mọi trường hợp chúng tôi không có ý định như vậy đối với các nước thành viên của liên minh. Theo nhà ngoại giao Nga, không triển vọng thảo luận về các thỏa thuận an ninh có thể có với phương Tây nếu NATO vẫn coi Nga là mối đe dọa trực tiếp. Khi được hỏi liệu các đề xuất trước đây của Nga về đảm bảo an ninh cho NATO có còn hiệu lực hay không, ông Grusko nói, khi các tài liệu học thuyết của NATO coi Nga là mối đe dọa lớn nhất, trực tiếp nhất sẽ không có ý nghĩa gì khi nói về bất kỳ phương thức cụ thể nào của các thỏa thuận với phương Tây. Tư lệnh lục quân Ukraine, ông Oleksandr Papliuk đã kêu gọi người dân nước này tham gia quân đội và thừa nhận lực lượng vũ trang Ukraine đang đối mặt tình trạng thiếu binh lực. Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, hàng nghìn binh sĩ Ukraine trước đây chưa từng phục vụ ở tiên tuyến đã được điều động đến các đơn vị chiến đấu. Quyết định này được đưa ra sau khi Bộ Quốc phòng Ukraine ra soát lại các đơn vị của lực lượng vũ trang. Vào giữa tháng 3, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Oleksandr Sisky cho biết Ukraine đã bắt đầu luân chuyển quân nhân đã phục vụ tại tiền tuyến trong một thời gian dài, bất chấp tình hình chiến trường ngày càng khó khăn. Sau quá trình giả soát của Bộ Quốc phòng, ông Sisky tuyên bố rằng con số 500.000 tân binh mà quân đội đề xuất cuối năm ngoái tới nay đã giảm đi đáng kể, nhưng không nêu chi tiết. Ukraine cũng đang tìm cách tăng cường sức mạnh cho các lữ đoàn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chiến đấu ở tiền tuyến nhưng họ đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng trước đó Kiev đã lên kế hoạch đẩy mạnh nỗ lực huy động nhập ngũ trong năm nâng cấp khung pháp lý và làm rõ quy trình tuyển mộ Ukraine mới đây đã hạ độ tuổi nhập ngũ từ 27 xuống 25 trong nỗ lực bổ sung lực lượng trong thông điệp của mình tướng Pavlyuk kêu gọi người dân Ukraine gác cảm xúc sang một bên để tăng quân ông hối thúc người dân cần phải hiểu rằng không ai có thể ngồi ngoài và lẩn tránh lệnh động viên quân sự. Viên tướng này cũng từng tuyên bố ông không cảm thấy thông cảm với bất kỳ người Ukraine nào thiệt mạng trong khi cố gắng trốn quân dịch. Trước đó có nhiều báo cáo về các trường hợp người Ukraine chết đuối khi cố gắng vượt sông sang Rumani để trốn bị gọi nhập ngũ. Vị Tư lệnh cũng cho biết tình hình ở tiền tuyến không dễ dàng nhưng vẫn dễ dự đoán và kiểm soát hơn nhiều so với hai năm trước. Ông Papliuk cũng thừa nhận hệ thống tuyển binh của Ukraine không hoàn hảo và giới chức Ukraine đang tìm cách cải thiện. Ông cũng lưu ý thái độ tiêu cực của người Ukraine đối với nhân viên của cơ quan tuyển quân. Kiev đã lên kế hoạch đẩy mạnh nỗ lực huy động nhập ngũ trong năm, nâng cấp khung pháp lý và làm rõ quy trình tuyển mộ. Trong trường hợp nhận lệnh huy động quân sự, công dân Ukraine sẽ được đưa vào các trung tâm huấn luyện và hoàn tất chương trình tân binh trong vòng một tháng, theo như tiêu chuẩn của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO. Vị tư lệnh khẳng định sẽ không có chuyện đưa tân binh ra tiền tuyến mà chưa được huấn luyện cơ bản. Năm 2024, giới hữu trách Ukraine mở cửa hai trung tâm huấn luyện ở Lviv và Zaporizhia hoạt động độc lập với các văn phòng tuyển quân nhằm cung cấp thêm cơ hội cho các tân binh. Trong khi đó, Ukraine cho hay nắm được thông tin Nga có kế hoạch huy động nhập ngũ thêm 300.000 binh sĩ vào tháng 6, chuẩn bị cho chiến dịch tấn công mới các lực lượng của Nga đang tiếp tục đạt được thành quả ở mặt trận phía đông Ukraine trong những tuần qua sau khi kiểm soát thành phố chiến lược Adipka. Đa số sức ép đối với lực lượng phòng thủ Ukraine đến từ bom lượn của Nga. Loại đạn cơ lớn có thể tạo ra miệng hố sâu 6 mét và rộng 20 mét với bán kính phá hủy vài trăm mét. Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba gần đây cho biết Nga đã thả khoảng 700 quả bom lượn chỉ trong một tuần và cách duy nhất để đối phó với chúng là bắn hạ các chiến đấu cơ triển khai phương tiện này viện nghiên cứu chiến lược quốc tế iess có trụ sở tại luân đôn cho hay nga đang sử dụng bom lượn cùng với đạn tấn công trực tiếp với số lượng lớn để áp đảo hệ thống phòng không ukraina các quả bom lượn vốn là đạn quan tính được trang bị thêm cánh để tăng tầm hoạt động tuy nhiên iess gần đây cho biết nga đã phát triển một loại bom lượn thông minh hơn do vệ tinh dẫn đường lực lượng mặt đất nga hiện nay đã nối lại nỗ lực tấn công về phía tây từ bắc mút thành phố họ giành được vào tháng 5 năm ngoái Mục tiêu chiến lược dường như là Chasubzha, thị trấn cách Bắc Mút 5 km về phía Tây. Việc giành được Chasubzha sẽ tạo điều kiện cho cuộc tiến công của Nga về phía các đô thị trung tâm lớn nhất còn lại của Donetsk là Slovyansk và Kramatos. Một cuộc tấn công của Nga vừa qua đã tiến về phía Budanibka, nằm giữa Bắc Mút và Chasubzha. Chasubzha cũng là một trung tâm đường sắt và hậu cần quan trọng của quân đội Ukraine. Trước đó, ông Oleg Kalashnikov, người phát ngôn một lữ đoàn của Ukraine triển khai trong khu vực cho biết tình hình ở đây rất khó khăn và căng thẳng. Theo ông Kalashnikov, Nga đang cố gắng tiến hành các cuộc tấn công trực tiếp vào các thị trấn Budanivka và Ivanivske bên ngoài Chasovya. Ông Kalashnikov cảnh báo, nếu Nga giành được thị trấn Chasovya, nước này có thể dội bom vào Kostyantinivka, cách đó 10 km về phía tây nam. Ông Kalashnikov nói, đối phương có thể đe dọa đến các tuyến hậu cần giữa Kostyantinivka, Sloviansk và Kramatorsk đồng thời cho biết Slovians và Kramatos có thể bị tấn công trực tiếp. Hướng tiến công đáng chú ý còn lại của Nga là phía tây Adipka, nơi các lực lượng của Moscow đã giành quyền kiểm soát làng Karasnohodipka. Trong khi đó, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, Oleksandr Swisky, đã miêu tả tình hình quanh Bakhmut và Adipka là đặc biệt khó khăn. Ông Swisky nói, các cuộc giao tranh ác liệt nhất vẫn tiếp diễn trong các khu vực của Pervomaiske cũng như Chasubza nơi đối phương đang cố gắng xuyên thủng phòng tuyến của quân đội chúng ta. Philip O'Brien, giáo sư về chiến lược tại Đại học Saint Andrew cho hay, hiện các cuộc tấn công của Nga dường như đang cố gắng khiến hệ thống phòng không của Ukraine tiêu hao nhiều nhất có thể ở Kiev và sau đó mở rộng chiến lược với phần còn lại của đất nước. Sau đó, khi Ukraine giảm cơ bản hệ thống phòng không ở Kharkov xuống mức thấp nhất có thể, Moscow sẽ tiến hành cuộc tấn công lớn nhằm giành quyền kiểm soát thành phố này. Nga đã nhắm vào Kharkov, thành phố lớn thứ hai của Ukraine, bằng cách tăng cường các cuộc tấn công tên lửa, UAV và bom lượn trong những tuần gần đây. Sau các cuộc tấn công, Tổng thống Zelensky tiết lộ tình hình ở Kharkov rất khắc nghiệt và cho biết Nga bắt đầu sử dụng bom dẫn đường nhắm vào thành phố này gần như hàng ngày. Trong bối cảnh bế tắc khi giao tranh với Nga do thiếu đạn dược và nhân lực, Ukraine đã tăng cường tấn công sâu vào đằng sau chiến tuyến của Nga nhắm vào tàu chiến các tuyến đường sắt và sân bay của đối phương nhằm làm giảm bớt các hoạt động quân sự của moscow forbes đưa tin nga đang phải đối mặt với một mối đe dọa mới đằng sau chiến tuyến những trông sắt bốn cạnh có thể gây nổ lốp xe do uav thả xuống các tuyến đường về mặt bản chất trông sắt bốn cạnh là loại vũ khí đã được sử dụng từ lâu trong các cuộc xung đột ukraine giờ đây đang sử dụng chúng nhằm khiến các đoàn xe chở hàng tiếp tế của nga bị nổ lốp trong thời gian những chiếc xe này dừng lại Ukraine sẽ điều khiển UAV tự sát tấn công hoặc ném thuốc nổ xuống để phá hủy. Hậu cần là một phần quan trọng hàng đầu, là huyết mạch trong mọi cuộc giao tranh. Trong các cuộc giao tranh, các bên đều rất cần được cung cấp lượng lớn quân tư trang, vũ khí, đạn dược, lương thực để duy trì chiến sự. Ngoài ra, các chuyên gia và giới chức Ukraine cho hay, Kiev hy vọng sẽ có thể làm gián đoạn các tuyến hậu cần và hoạt động chiến đấu của Nga bằng cách nhắm mục tiêu vào các nhà máy lọc dầu nơi cung cấp nhiên liệu cho xe tăng, máy bay chiến đấu và các thiết bị quân sự quan trọng khác của Moscow. Hồi đầu tháng, tờ European Pravda dẫn lời một quan chức thuộc tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO giấu tên cho biết, trong tháng 3, liên bang Nga đã gia tăng đáng kể lượng xăng dầu nhập khẩu từ Belarus và áp đặt lệnh cấm xuất khẩu xăng dầu trong 6 tháng để bình ổn giá trong nước. Theo nguồn tin, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine trong thời gian qua có thể đã làm giảm trên 10% thậm chí có thể là hơn 15% công suất lọc dầu của Liên bang Nga. Tùy thuộc vào mức độ thiệt hại, việc sửa chữa các cơ sở lọc dầu bị máy bay không người lái của Ukraine tấn công có thể mất một khoảng thời gian đáng kể và làm phát sinh thêm chi phí tài chính. Nguồn tin cũng chỉ ra rằng một số cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine đã được tiến hành ở khoảng cách hơn 1.000 km, đồng thời nhấn mạnh tới quy mô của các cuộc tấn công. Nguồn tin kết luận, Tôi tin rằng trong tương lai, ngày càng ít cơ sở hạ tầng năng lượng của Liên bang Nga được bảo vệ khỏi các cuộc tấn công tiềm tàng và nền kinh tế Liên bang Nga sẽ ngày càng bị ảnh hưởng trong lĩnh vực này. Trước đó, hãng tin Reuters đưa tin các công ty dầu mỏ của Liên bang Nga đang gặp khó khăn trong việc sửa chữa các nhà máy lọc dầu do lệnh trừng phạt của phương Tây và các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine có thể làm trầm trọng thêm vấn đề này. Theo AFP đưa tin, ngày 11 tháng 4, Ukraine đã khánh thành đại sứ quán tại bờ biển Nga, một ngày sau khi nước này triển khai sự kiện tương tự ở Kinshasa, Cộng hòa Dân chủ Congo. Phát biểu tại lễ khánh thành đại sứ quán Ukraine tại Abidjan, thủ đô kinh tế của bờ biển Nga, Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine Maxim Shubk chia sẻ, một trang sử rực rỡ mới đang được viết nên trong quan hệ giữa Ukraine, châu Phi và Ukraine bờ biển Nga. Theo ông, các đại sứ quán mới là kết quả từ chỉ thị của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhằm mở rộng quy mô hiện diện ngoại giao của Kiev ở châu Phi. Đề cập xung đột ở Ukraine, ông Shubakar bày tỏ, cuộc xung đột này có vẻ còn rất xa, nhưng giá lương thực tăng đã ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng triệu gia đình châu Phi. Ông cảm ơn quốc gia châu Phi đã ủng hộ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, đặc biệt là bằng hành động bỏ phiếu thông qua các nghị quyết quan trọng tại Liên Hợp Quốc. Quan chức ngoại giao Ukraine dự kiến đến thăm Ghana, Mozambique Botswana và Rwanda để khánh thành các đại sứ quán khác trong những tuần tới. Trong khi đó về phía Moscow, cùng ngày, đài truyền hình quốc gia Niger RTN đưa tin các huấn luyện viên quân sự và nhân viên của Bộ Quốc phòng Nga đã đến quốc gia Tây Phi khi phát sóng cảnh quay một máy bay quân sự đang dỡ hàng trước sự chứng kiến của binh sĩ quân đội. Một người đàn ông mặc đồng phục dàn di dấu danh tính, được cho là huấn luyện viên của Nga cho biết, chúng tôi đến đây để huấn luyện quân đội Niger và phát triển hợp tác quân sự giữa moscow và niamey cũng theo rtn nga đã đồng ý lắp đặt hệ thống phòng không ở niger động thái này là một dấu hiệu cho thấy niger đang xây dựng mối quan hệ chặt chẽ hơn với nga tương tự các nước láng giềng do chính quyền quân sự lãnh đạo trong khu vực phía moscow chưa đưa ra bình luận về những thông tin trên nga đang tìm cách tăng cường ảnh hưởng ở châu phi tự quảng bá hình ảnh là quốc gia thân thiện không có nền tảng thuộc địa tại châu lục này sự xuất hiện của các huấn luyện viên người nga diễn ra sau quyết định của Niger hồi giữa tháng 3 về việc hủy bỏ hiệp định quân sự với Mỹ. Trước đó hồi đầu tháng 2, truyền thông Ukraine tiết lộ lực lượng đặc nhiệm thi mua của nước này đang tham chiến tại Sudan, quốc gia nhiều bất ổn tại khu vực Bắc Phi. Trong video được Kiev Post công bố, đặc nhiệm Ukraine phục kích đoàn xe quân sự, hạ một số tay súng, thu phủ hiệu tập đoàn quân sự tư nhân Wagner của Nga và bắt ít nhất 3 người làm tù binh. Khi bị đặc nhiệm thuộc Tổng cục Tình báo Quân đội Ukraine HUR thẩm vấn. Một người trong số đó khai bằng tiếng Nga rằng mình là thành viên Wagner. Người này cho hay nhóm có khoảng 100 người được triển khai từ Cộng hòa Trung Phi, CR, đến Katoum với nhiệm vụ tham gia kế hoạch lật đổ chính quyền ở Sudan. Nga trong khoảng thời gian đó cũng không chịu kém cạnh khi Bộ trưởng Nông nghiệp Nga Dmitry Patrushev cho biết Moscow đã hoàn thành sáng kiến vận chuyển 200.000 tấn ngũ cốc miễn phí tới 6 quốc gia châu Phi, như Tổng thống Vladimir Putin đã hứa vào tháng 7 năm 2023. Nga đã vận chuyển 50.000 tấn đến mỗi nước Somali và Cộng hòa Trung Phi và 25.000 tấn đến mỗi nước Mali, Burkina Faso, Zimbabwe và Eritrea. Bộ trưởng Patrushev báo cáo với ông Putin trong một cuộc họp. Theo điện Kremlin, ông thông báo: "Chúng ta đã hoàn thành việc giao lúa mì cho 6 quốc gia nghèo nhất trên lục địa châu Phi. Chúng ta đã chuyển tổng cộng 200.000 tấn ngũ cốc đến lục địa châu Phi dưới dạng viện trợ nhân đạo."